Elantra chính là mẫu xe thành công nhất trong lịch sử Hyundai, với hơn 10 triệu xe trên toàn cầu được bán ra trong vòng 24 năm. Ước tính đến hết năm 2018, con số này đã vượt mức 13 triệu xe, giúp mẫu xe lọt vào top những model được ưa chuộng nhất trong lịch sử phát triển của công nghiệp ô tô thế giới. Thừa hưởng sự tinh túy từ thế hệ thứ 5, một trong những mẫu xe huy hoàng ấn tượng nhất của Elantra, đến thế hệ thứ 6 này, Elantra trở nên chức trạc và thanh lịch hơn. Hyundai Elantra sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng và cao lần lượt là 4620 x 1800 x 1450 mm, chiều dài cơ sở đạt 2700 mm, cùng khoảng sáng gầm xe 150 mm. Hyundai Elantra nổi bật với ngoại hình được thiết kế theo ngôn ngữ mới, đậm chất thể thao và cá tính hơn. Lưới tản nhiệt tô bản hình thác nước cascading grille đặc trưng của Hyundai nối liền cụm đèn pha hai bên tạo cảm giác liền mạch, cân xứng. Ăn nhập cùng tổng thể thiết kế thể thao hiện đại và đẳng cấp, Hyundai Elantra được trang bị cụm đèn pha LED với 4 bóng được nhét trong tinh cầu thủy tinh mỗi bên cụm đèn, tạo nên vẻ sang trọng cũng như hiệu quả chiếu sáng tốt hơn công nghệ HID cũ. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần đầu xe, mà phía đuôi xe cũng được thiết kế lại chỉn chu hơn bằng ngôn ngữ Sensual Sportiness, từng được hãng công bố dựa trên mẫu concept Le Fil Rouge hồi đầu năm 2018. Cụm đèn hậu dạng LED được thiết kế hình tia chớp chạy song song vô cùng độc đáo, đối xứng ở hai bên. Cụm đèn hậu cũng được kéo dài đến gần vị trí trung tâm, nơi dòng chữ Elantra và biểu tượng Hyundai được mạ chrome sáng bóng đặt ở chính giữa đuôi xe, tạo nên một vẻ mới mẻ đầy mê hoặc. Nhờ vào khoảng cách hai trục lên đến 2,7 m, giúp không gian khoang cabin Elantra thật sự rộng rãi và thoải mái vào loại bậc nhất phân khúc. Cùng với đó, khoang lái tuân thủ theo triết lý thiết kế Human Machine Interface của Hyundai, mang đến sự thân thiện với người dùng bằng cách phối màu trang nhã, chất liệu nội thất cao cấp. Các tính năng tiên tiến dễ sử dụng nhờ sự bày trí tỉ mỉ và khoa học. Điểm mới nhất trong thiết kế nội thất của Elantra 2019 bao gồm bảng đồng hồ mới, các cửa thông gió, cụm điều khiển cho điều hòa nhiệt độ và khay chứa đồ với các chi tiết đường viền được bọc chrome sáng, tạo nên vẻ hiện đại và trẻ trung hơn. Tính năng thông tin giải trí ở tất cả các phiên bản Elantra 2019 tương đồng với nhau khi trang bị màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối MP3, AUX, USB, Bluetooth, FM, hệ thống giải trí Apple CarPlay. Ngoài ra, Elantra 2019 tích hợp hệ thống bản đồ dẫn đường chính hãng dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều tính năng ưu việt. Trên phiên bản Elantra 2019 tiêu chuẩn, xe vẫn tiếp tục sử dụng động cơ NU 2.0 lít cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng 1 phút. Lựa chọn thứ hai là động cơ Gamma 2 1.6 lít cho công suất cực đại 128 mã lực tại 6.300 vòng 1 phút, cùng mô men xoắn cực đại 154 Nm tại 4.850 vòng 1 phút. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ Eco, Comfort, Sport, Smart, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Elantra Sport 2019 là phiên bản cao cấp nhất trong các mẫu xe Elantra hiện tại, được ra mắt tháng 11 năm 2018 tại Hàn Quốc. Trên phiên bản này, những điểm khác biệt trên ngoại thất so với phiên bản thường nằm ở bộ body kit thể thao, với những điểm thay đổi như hốc tản nhiệt được nới rộng hơn, cùng với việc loại bỏ viền chrome ở lưới tản nhiệt giúp xe có một diện mạo thể thao và mạnh mẽ hơn. Còn lại về tổng thể, Elantra Sport sở hữu kích thước và tạo hình tương tự các phiên bản truyền thống. Khác biệt giữa phiên bản Elantra tiêu chuẩn và Elantra Sport rõ nét nhất nằm ở thiết kế la răng.
Nếu la răng đa chấu trên phiên bản tiêu chuẩn sở hữu thiết kế tạo cảm giác thanh lịch và có phần đầy đặn, thì la răng 5 chấu kép tạo hình ngôi sao trên phiên bản Sport tạo cho người dùng cảm giác gọn gàng và thể thao hơn. Hai bên thân xe được trang bị tấm ốp hông vừa tạo dáng vẻ thể thao, vừa tạo hiệu quả khí động học, tối ưu luồng không khí lưu chuyển dọc thân xe, tăng cường tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Ngoài ra, điểm khác biệt giữa phiên bản Sport và bản tiêu chuẩn cũng có thể nhận thấy ở cụm ống xả kép nổi bật hơn so với cụm ống xả thiết kế chìm ở phía dưới cả sau. Ở phiên bản thể thao Elantra Sport, khoang lái được thiết kế bắt mắt hơn với tông màu đen chủ đạo, trông mạnh mẽ và sang trọng hơn so với màu be như các phiên bản khác. Đặc biệt là vô lăng của Elantra Sport được thiết kế dạng đi cắt, vắt đáy tương tự những mẫu xe thể thao, tạo nên vẻ khác biệt cũng như cảm giác thích thú cho những khách hàng ưa thích làm chủ vô lăng. Bên cạnh đó, cụm lẫy số cũng được trang bị sau vô lăng cho cảm giác vận hành thể thao và phấn khích hơn. Phần chỉ đỏ xuyên suốt khoang cabin cũng tiếp tục được sử dụng để tạo cảm giác liền mạch và mạnh mẽ cho xe. Trên phiên bản Elantra Sport, chiếc xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6 lít cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 265 Nm trong giải vòng tua 1.500 đến 4.500 vòng 1 phút. Trên phiên bản Sport của Elantra được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, mang lại khả năng vận hành vượt trội so với các đối thủ khác trong phân khúc. Mẫu xe vẫn duy trì hệ thống treo sau đa điểm và phanh sau lớn hơn nhằm mang lại sự an toàn và giúp người lái có những trải nghiệm lái tốt hơn. Elantra Sport 2019, giống như Elantra tiêu chuẩn, được bổ sung 4 chế độ lái bao gồm Eco, tiết kiệm, Normal, thông thường, Sport, thể thao, Smart. Ứng với mỗi chế độ, ECU sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống, vô lăng, hộp số, chân ga để mang đến khả năng vận hành phù hợp nhất với nhu cầu lẫn ý thích của người lái.